gửi thư tình cho đất tác giả cao hoàng những năm trên kinh tế mới thật thê thảm đến nỗi gần như không nhà ai có được cái thứ mà mỗi khi đi cầu xong phải dùng nó để chùi đích cho sạch đó là giấy báo hay giấy vệ sinh bởi thời đó gạo còn không có mà ăn nói chỉ đến những thứ được coi là xa xỉ như xà bông rửa tay dầu gội đầu giấy báo hay giấy vệ sinh để giải quyết cái khâu cuối cùng sau khi giải phóng đám cặn bã trong bụng toilet thì nhà ai cũng có và thường là rộng mênh mông có thể vừa ngồi chồm hổm trên một khúc cây hay mô đất vừa ngắm trăng thanh gió mát vào ban đêm rồi có thể ngắm mấy con dơi trên rừng bay qua lại phần Phật trên đầu. Hay nghe tiếng mấy con cú kêu đâu đó trên những tàn cây xa xa. Chưa kể bầy mũi đói bu vô đích mà chích đầu điến. Còn ban ngày thì vừa ngồi gửi thư cho đất, vừa nghe chim kêu vườn hú vui tai lắm. Và toilet có bất cứ nơi đâu khi cần Mỗi khi đau bụng cứ ngồi trồm hổm trên cục đá, gốc cây, thân cây gãy bên bờ suối, bìa rẫy, ven rừng. Thấy đều là toilet hết. Đi gần bờ suối thì khỏi cần giấy. Sau khi đi xong chỉ cần lội xuống suối rồi nhúng cái đít xuống làn nước lạnh là ngắt. Lấy tay chà chà vô đít để nước cuốn đi. Dưới kia ai múc nước suối về uống hay đang tắm giặt thì thay kệ họ. Người giải quyết nỗi buồn không có tội. Có nhiều khi vừa nhúng cái đít xuống nước là lũ cá suối nhỏ nhỏ bằng ngón tay súng lại rỉa sạch trơn. Cảm giác nhột nhột thật thích gì đâu. Tuổi nhỏ thường trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nghịch ngợm. Ví như cả đám nam nữ đang tắm dưới suối là có mấy đứa rắn mắt chạy vòng lên phía trên nguồn nước ị thẳng luôn xuống nước. Vậy là nước cuốn hoa trôi, mấy cái cục đó nó lên bền trôi xuống chỗ mấy đứa đang tắm. Đứa nào ăn bo bo thì ăn sao thì đi ra nguyên hột bo bo như vậy. Rồi thì đứa này dùng tay hất qua đứa kia, cứ hất qua hất lại dưới nước, gớm gì đau luôn. Vậy mà cả đám còn cười sằng sặc, làm văn động có một khúc suối. Còn khi đau bụng ở những nơi không có suối thì chịu khó liếc mắt đảo quanh coi chỗ nào mọc loài cây mà người dân hay gọi là cây cộng sản. Còn cán bộ thôn xã thì gọi là cỏ Mỹ, cỏ Lào. Rồi bứt một nắm để chùi sau khi giải quyết xong nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Tôi tôi hồi đó hay gọi là gửi thư tình cho đất Lá nó mềm mềm và hơi nhám, chùi rất sạch. Không khác gì giấy cuộn vệ sinh cao cấp hiện nay là mấy. Nhiều khi lo xa, sợ khi lên rừng chặt cây đốn củi làm thang, trúng chỗ không có cây cộng sản, thì hễ đi đường mà gặp là chịu khó bứt một mớ nhét túi hay lận bên lưng quần mang theo vô rừng. Có gì lấy ra xài mà khỏi cần tìm. Còn đứa nào ăn gì đó mà bị chọt bụng hay đi cầu nhiều lần thì nó làm nguyên một mớ lá to đùng rồi lẫn lưng quần đeo toàn ten bên hông. Loài cây này không có trong rừng sâu. Chúng chỉ mọc nhiều ven bìa rẫy, bìa rừng thứ sinh. Và hình như chỗ nào đất đai khô cằn thì chúng hay mọc nhiều nhất. Cây ra hoa màu trắng từng chùm nhỏ li ti như sợi tơ pha màu tím nhạt lá nó khi vò ra có mùi hăng hăng hay hôi rình tùy khứu giác của mỗi người cảm nhận nhiều đứa làm biến khi vô rừng chặt củi làm thang, lỡ đau bụng khi đi xong hay bức đại lá rừng gần đó mà quẹt quẹt vô đích gặp phải loại lá có độc nhất là lá cây ngái thì thôi rồi lá ngái to gần bằng bàn tay và cũng nhám và tương đối mềm nhưng cái mặt nhám của nó khi chăm vô đích thì ngứa phải biết. Cứ chùi xong lát sau đưa tay vô đích mà gãi sồn sột đến rác da hay thậm chí ứa máu vì ngứa ghê lắm. Lúc tôi còn nhỏ, hay nghe người lớn kể chuyện ma lai tối bay vòng vòng tìm ăn cứt người. Rồi nó theo mùi tìm đến nhà vào lúc nửa đêm khi ngủ say để ăn luôn bộ lòng người đi bậy ngoài rừng nghe những câu chuyện ma quỷ đại loại vậy là tôi bị ám ảnh rồi tưởng tượng tùm lum đủ thứ thế nên lúc đau bụng đi thẳng xuống suối thì không nói chứ hề mỗi khi cần giải quyết nỗi buồn trên mặt đất trước khi giải quyết của nợ trong bụng thì tôi hay đào cái lỗ nho nhỏ đi xong là gạt đất lấp lại cho chắc ăn ngán ngẩm nhất là khi nửa đêm tối thui gánh thang hay gánh củi đi xuống thị trấn bán thường là đi chung dăm bảy người lớn và mấy đứa thiếu niên như tôi đang gánh ngon lành mà đau bụng thì thôi rồi đặt gánh củi xuống đất rồi ngồi tại chỗ giải quyết trong khi đoàn người cứ đi bữa nào có ba đi chung thì ông chờ tôi xong rồi cùng gánh đi còn đi một mình thì phần vì sợ bị tuột lại trong khi xung quanh toàn là đồng trống hoang vu hay ven bìa rừng thấp um tùm. Lúc đó ráng mà rặn cho lẹ rồi cua đại nắm cỏ chùi. Có khi cất dính vô tay thúi rùm cũng kệ. Lật đật kéo quần lên rồi mò mẫm chỗ cái dây rừng thay khuy mà cột cái lưng quần vô bụng. Sau đó ghé vai hối hả gánh củi đi như chạy theo quán tính vì có khi trời tối thui chỉ có sao đầy trời mà sao thì không thể soi rõ đường đi thật sự đi chung thì không ai bị bỏ lại cả đoàn người chỉ gánh đi khỏi chỗ tôi ỉa chừng một hay hai cây số có bãi đất trống quen thuộc là nghỉ chân để chờ người sau để cùng đi gánh củi gần tới làng thì có mương nước vậy là chỉ việc ngồi trên bờ cỏ rồi nhúng tay xuống nước để rửa cho hết cái mùi thúi trên mấy ngón tay ghê thiệt chứ chẳng chơi vậy đó tôi đã có những tháng năm chùi đích bằng lá cây rừng trên kinh tế mới may chưa lần nào chùi phải lá cây độc đến nỗi gãi tróc da hay tóe máu mông như vài đứa bạn làm biến đụng lá gì bức lá đó mà quẹt đại vô đích Ôi, một thời gửi thư tình cho đất. Nghĩ lại vừa vui mà cũng vừa buồn, cho những thân phận của hàng triệu người lớn, trẻ em miền Nam sau 75 thật khốn khổ làm sao.